Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, là lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam. Ông còn giữ một số chức vụ khác bao gồm Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 3 tháng 10 năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bầu làm Chủ tịch nước. Sau khi được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Chủ tịch nước vào ngày 23 tháng 10 năm 2018, ông là người thứ 3 trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam nắm giữ cả hai chức vụ đứng đầu Đảng Cộng sản và nhà nước sau Hồ Chí Minh và Trường Chinh. Nguyễn Phú Trọng sinh tại thôn Lại Đà, xã Hội Phụ, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ông hiện cư trú tại số 5 Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Gia đình ông Nguyễn Phú Trọng là gia đình thuần nông. Thân phụ của ông Nguyễn Phú Trọng là Nguyễn Phú Nội. Nguyễn Phú Trọng là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Ngoài nghề làm nông, gia đình ông Nguyễn Phú Trọng còn làm thêm nghề bỏng mật. Năm 1954 đến năm 1956, ông Nguyễn Phú Trọng học trường cấp 2 tại xã Mai Lâm. Tiếp đó, ông học trường cấp 2 rồi cấp 3 Nguyễn Gia Thiều, đóng tại huyện Gia Lâm, nay là quận Long Biên, Hà Nội, do thầy Lê Đức giảng, làm chủ nhiệm. Ông Nguyễn Phú Trọng học giỏi môn văn, tính cách của ông trong thời gian này, theo lời nhận xét của bạn bè ông, là điềm đạm, cẩn thận, hiền lành. Năm 1963, ông học khoa văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tốt nghiệp bằng cử nhân văn chương. Tháng 8 năm 1973, ông Nguyễn Phú Trọng được cử đi học lớp nghiên cứu sinh về kinh tế chính trị tại trường Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ông kết thúc khóa học vào tháng 4 năm 1976. Tháng 9 năm 1981, ông Nguyễn Phú Trọng được cử sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh và bảo luận thành công, luận án phó tiến sĩ, nay tương đương tiến sĩ, khoa học lịch sử tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1992. Ông Nguyễn Phú Trọng được phong học hàm phó giáo sư và 10 năm sau ông được phong học hàm giáo sư. Ngày 19 tháng 12 năm 1967, ông Nguyễn Phú Trọng trở thành đảng viên của Đảng Lao động Việt Nam. Từ tháng 12 năm 1967, ông công tác tại Tạp chí Học tập, tiền thân của Tạp chí Cộng sản, một trong ba cơ quan tuyên truyền quan trọng và chuyên chính nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 8 năm 1983, ông Nguyễn Phú Trọng từ Liên Xô về nước, sau 2 năm làm thực tập sinh và bảo vệ thành công tiến sĩ chính trị học ở Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, tiếp tục công tác ở Ban xây dựng Đảng của Tạp chí Cộng sản, được đề bạt làm Phó trưởng Ban, trưởng ban, ủy viên ban biên tập, phó tổng biên tập, rồi tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 1 năm 1994, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Hà Nội, ông cùng với 19 người khác được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ năm 1991-1996. Tháng 8 năm 1996, ông Nguyễn Phú Trọng làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội kiêm trưởng ban đại học, phụ trách công tác tuyên giáo của Thành ủy. Tháng 2 năm 1998, ông phụ trách công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Từ tháng 8 năm 1999 cho tới hết nhiệm kỳ của Đại hội 8, ông tham gia Thường trực Bộ Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 8, trực tiếp chỉ đạo việc biên soạn văn kiện Đại hội thứ 9 của Đảng. Tháng 1 năm 2000, ông Nguyễn Phú Trọng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 11 năm 2001, ông kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng. Từ tháng 5 năm 2002 đến nay, được bầu làm đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14. Từ tháng 12 năm 2005, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 14, đồng chí được bầu làm Bí thư Thành ủy khóa 14. Đến tháng 6 năm 2006. Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương tiếp tục bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 6 năm 2006 đến tháng 7 năm 2011, Chủ tịch Quốc hội khóa 11, 12, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, đồng chí được bầu lại làm Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị và được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương. Tháng 2 năm 2013 đến nay, ông giữ chức trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đồng chí được bầu lại là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị và tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương. Tháng 8 năm 2016, ông tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Từ tháng 10-2018 đến nay, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.